Tập 21. Sao mình lại cuộn tròn chăn vào nữa vậy? Ngủ mà đá chăn sẽ méo mặt. Sao mình lại ngủ như thế này? Quá ra lần đó cũng lạnh ấy. Tiêu vô địch. Cửa không đóng, vào đi. Hai người thế này là mới sáng ra xếp lục kêu chóng mặt. Anh có cách gì đâu? Gối thấp quá, đêm qua mất ngủ. Tôi cứ mất ngủ là dễ bị hạ đường huyết. Sau đó thì đúng lúc bị anh bắt gặp. Đúng là xui xẻo. Chỗ này anh làm hết à? Đáng đời. Cuối tuần này em muốn lên núi thăm bố. Anh có muốn đi cùng em không? Tảo mộ. Được thôi, cùng đi nhé. Cùng đi nhé. Hai người vẫn như thế này suốt đấy à? Làm sao? Không sao. Giờ vẫn còn tác giả chịu nhập tâm cho nhân vật của mình. Tốt đấy. Anh ta vẫn chưa biết chuyện của hai đứa mình à? Nói gì đấy? Chúng tôi... Nam Tinh là bạn gái tôi. Dân. Sếp à, anh ăn nhanh lên. Lát nữa chúng ta phải đến công ty. Nào. Hiện tại đã sắp xếp xong thông tin tình hình liên quan của tất cả các tác phẩm thuộc kế hoạch ngôi sao mới. Phỏng vấn tác giả sẽ cùng công bố khi mở bán trực tuyến. Họ đều là người mới, không có tầm ảnh hưởng lên thị trường. Vì thế khi làm tuyên truyền phải chú ý hơn một chút. Chúng ta đã sắp xếp để tuyên truyền ở các kênh rồi. Còn có một số tài khoản công chúng rất khó đặt bài, cũng đã gửi một số đoạn trích ngắn khi họ đọc thử trước rồi. Đến giờ phản hồi nhận được vẫn khá tốt. Chờ khi chúng ta ra mắt, tiếng tăm cũng gây dựng dần. Sếp à, thực ra hiện nay có một số nền tảng đã tìm đến chúng ta trước. Họ muốn được ưu tiên sở hữu bản quyền phát sinh của các tiểu thuyết này. Việc này có thể chưa dội. Chờ sau khi ra mắt, có độ hot rồi thảo luận sao? Dân, dân, hiểu à, dân. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Cứ thế nhé, dân. Lát nữa tôi sẽ viết thêm vài thứ. Không có việc gì khác thì đừng làm phiền tôi. Tôi sẽ không làm phiền anh. Nhưng anh phải đọc hai bản hợp đồng này. Anh đọc xong nhớ cho tôi phản hồi. Những dự án này trước đây do ai phụ trách? Sao phức tạp thế? Là sếp Diệp. Tối nay tôi sẽ đọc xong, ngày mai đưa cô. Tối nay anh không có thời gian. Tối anh phải đi gặp nhà sản xuất. Khi trước đây là lịch trình của sếp Diệp, giờ chuyển sang cho anh. Trước đây sếp Diệp có thể hoàn thành hết các dự án đúng thời hạn sao? Chị ấy toàn hoàn thành trước thời hạn. Mỗi lần chị ấy đến đều đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và còn sắp xếp đề án cho lần tới. Anh đọc xong hai cái này trước đi. Mấy cái cũ để mai đọc cũng được. Tôi ấu trĩ lắm đúng không? Phải.
Alo, chịu rảnh không? Mình tới tìm cậu. Cháu chào cô chú. Chị Lục đến đấy à? Tìm Tình Tình hả? Tình Tình, cậu đợi mình một lát. Được rồi, được rồi, đưa mẹ. Bố, mẹ, con ra ngoài một lát nhé. Được, đi đi. Cảm ơn. Xin lỗi cậu. Trước kia chúc mừng sinh nhật hàng năm đều nói muốn đi trượt băng với cậu, thế mà kéo dài mãi đến bây giờ. Bây giờ đi cũng vẫn kịp. Tối nay có phải cần gặp một nhà sản xuất không? Giờ còn chưa đi có kịp không? Trí nhớ cậu tốt thật. Ghi chú bằng giao hợp đồng trước kia cậu làm mất bao lâu? Một buổi tối. Một buổi tối. Giỏi thật đấy. Sao? Hôm nay tới mở cuộc họp khen thưởng mình à? Gần như vậy. Lần trước cậu có hỏi về chuyện của bố mình đấy. Thật ra mình nghĩ kỹ rồi. Mình nghĩ đã đến lúc mình phải độc lập thật sự rồi. Lúc đó là đang nổi cáo với cậu. Xin lỗi nhé. Bây giờ cậu sống ở đâu? Bên cạnh nhà Nam Tinh, ở cùng Tiêu Du Địch. Vậy sao được? Mình tìm giúp cậu. Không cần. Hôm nay mình đến không phải để tìm sự giúp đỡ. Thật ra mấy hôm nay mình đã nghĩ rất nhiều. Mình thấy cậu nói đúng. Có rất nhiều chuyện mình chưa từng nghĩ tới. Trước đây mình cũng không chú ý đến sự vất vả của cậu bao năm qua. Sau khi thực sự tiếp nhận công việc của cậu, mình mới phát hiện ra, hóa ra mỗi lần mình bướng bỉnh đều sẽ khiến sự việc phức tạp hơn. Mình cứ tưởng rằng chỉ cần bày tỏ tấm lòng của mình là giữa chúng ta có thể xích lại gần thêm một bước. Nhưng không ngờ, mình bướng bỉnh xích lại gần thêm một bước lại tạo áp lực lớn hơn cho cậu. Vì vậy, hôm nay mình tới là muốn nói với cậu rằng sau này mình sẽ không nói với cậu về việc công ty nữa. Cậu cũng không cần cảm thấy có trách nhiệm với mình. Mình chưa bao giờ có ý trách cậu. Cậu nên trách mình. Hơn nữa cậu nên dành thời gian cho bản thân, làm những điều mình thực sự thích. Có thời gian không? Trượt thêm 2 vòng. Ổn không? Ổn. Đầu gối có thể khuỵu thêm chút nữa. Ừ. Đúng. Không sao chứ? Không sao. Không sao hả? Vậy mình buông tay nhé. Ừ. Có thể tăng bước chân lên. Thế này à? Đúng. Hình như thuận hơn một chút. Thuận hơn chút à? Đến rồi. Tiểu Hùng, chứ đừng nặng nề như vậy. Hôm nay cháu còn ăn mặc nghiêm túc thế nữa chứ. Tảo Mộ, không phải một việc rất trang nghiêm sao? Đã qua bao nhiêu năm rồi, nếu cô và Nam Tinh vẫn còn nặng nề như cháu, thì hai người này sốt ruột lên tìm hai mẹ con cô mất. Bố, mau Tiểu Quân, hai mẹ con tới thăm hai người đây. Con đem cho bố món điểm tâm bố thích nhất. Bố, Mao Tiểu Quân, giới thiệu với hai người. Đây là bạn trai con. Quá ra là gặp phụ huynh à. Sao lại nói ngay trước mặt mẹ em vậy?
Nếu không anh nghĩ hôm nay em dẫn anh đến làm gì? Cháu chào chú. Bố, Mao Tiểu Quân, con muốn nói với hai người một chuyện. Tiểu thuyết con viết đã lọt vào kế hoạch ngôi sao mới của công ty con. Con viết cùng bạn trai con đấy. Con giỏi nhỉ? Giỏi lắm luôn. Tiểu Quân à, con xem ngày trước con cũng suốt ngày viết viết dễ dễ mà không viết ra được tác phẩm nào. Nam tinh giỏi hơn con nhiều. Đây cô. Thế nào? Mẹ bảo rồi, có người có mắt nhìn hơn con. Mẹ biết ngay hai đứa có vấn đề mà. Không nói cho mẹ, con muốn nói chung trước mặt mọi người luôn. Nghe nói cậu cũng không thích ăn cam. Kết bạn nhé. Cô để cháu. Không sao. Tiểu Hùng, sau này hai đứa có dự định gì? Cháu vẫn chưa nghĩ kỹ. Mẹ, sao đi lâu thế? Nhà vệ sinh hơi xa. Đi nào. Bác ở đây hết rồi mẹ ạ. Ừ, đặt ở đây đi. Mẹ sao thế? Con và Tiểu Hùng hôm nay coi như công khai phải không? Con người Tiểu Hùng rất tốt, lại thông minh. Quan trọng nhất là con thích. Chuyện này đáng lẽ mẹ phải rất vui mới đúng. Đáng lẽ giờ mẹ không vui à? Cũng không hẳn là không vui. Hôm nay mẹ hỏi cậu ấy, mẹ nói là cháu có dự định gì về tương lai của hai đứa. Cậu ấy bảo cậu ấy không biết, chưa nghĩ kỹ. Mẹ hỏi thế thật à? Sao, mẹ không được hỏi à? Lần sau mẹ đừng hỏi anh ấy mấy câu kiểu đó nữa. Sao mẹ lại không được hỏi? Mẹ còn muốn hỏi con đây. Còn có dự định gì về tương lai của hai đứa? Có những gì con không nói với mẹ được. Tóm lại, cho dù tương lai con và anh ấy ra sao, con cũng chỉ mong hiện tại con và anh ấy có thể bên nhau. Có phải con có việc gì giấu mẹ không? Có gì mà không nói cho mẹ được? Mẹ đừng hỏi con nữa. Con có nói mẹ cũng không tin đâu. Con không nói làm sao biết mẹ không tin? Được, không nói thì thôi. Dù sao mẹ cũng không phải mẹ ruột của con. Gì mà mẹ ruột với mẹ ghẻ chứ? Mẹ chính là mẹ ruột của con. Thế sao không nói cho mẹ nghe? Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi. Lần đầu tiên yêu đương, hôm nay mẹ hỏi Tiểu Hùng, nó nói chưa nghĩ tới. Hỏi con thì lại không nói gì cho mẹ biết. Ấp a ấp úng. Mẹ không muốn hai đứa đến với nhau mà cứ mập mờ như thế. Con cũng đừng miễn cưỡng. Không nói thì thôi. Đến đây à? Cô An, cháu tới tìm Tiểu Quân làm bài tập. Nó có nhà đấy. Tiểu Quân, Nam Tinh tới tìm con làm bài tập này. Mau vào đi. Cháu vào luôn đây. Mau Tiểu Quân. Mau Tiểu Quân. Lại gây rối gì đó?
Em đâu có gây rối. Cho em mượn chép bài tập toán của anh đi. Tự làm đi. Em không biết làm. Anh xem em chưa làm tí nào. Hay anh dạy em đi. Hay nhỉ. Em không tự động não đi được à? Em có nghĩ mà. Nhưng em vẫn không biết làm. Em ra ngoài đi. Cầm bài tập toán của em rồi động não đi. Được không? Nghĩ cho kỹ, chắc chắn có thể làm được thôi. Đi đi, cố lên. Hồi trước anh vẫn dạy em mà. Sao mình lại mơ thấy Mao Tiểu Quân nhỉ? Cậu ta thích nam tinh à? Giấc mơ này nghĩa là thế nào? Muốn mình nói với nam tinh ư? Anh làm gì thế? Tôi đang nghĩ một chi tiết trong truyện. Tôi hỏi anh một câu. Tôi đang phải nghĩ một chi tiết trong truyện thật đấy. Lát nữa tôi nghĩ cùng anh. Anh giải đáp giúp tôi trước đã. Cậu nói đi. Anh có thích Diệp Tình không? Tôi biết rồi. Chúng ta thử giả sử anh vẫn còn thích Diệp Tình. Lúc này hai người đã hẹn hò rồi. Tự nhiên anh, tại sao chúng ta lại hẹn hò? Này là vấn đề à? Đương nhiên rồi. Cậu nói là giả sử thì cần phải có logic. Anh thử tưởng tượng đi. Hai người đã hẹn hò. Khoan đã. Lại sao nữa? Tưởng tượng xong rồi. Anh thích Diệp Tình. Và lúc này hai người đã hẹn hò rồi. Tự nhiên anh phát hiện ra người mà Diệp Tình yêu thầm hồi nhỏ cũng yêu thầm cô ấy. Anh có nói với cô ấy không? Dĩ nhiên là có. Nếu như anh nói với cô ấy thì anh sẽ phải biến mất khỏi thế giới này. Anh vẫn sẽ nói với cô ấy chứ? Nói chứ. Tại sao? Vì cuối cùng nếu bị cô ấy phát hiện là tôi không nói với cô ấy, cô ấy vẫn sẽ cho tôi biến mất. Tôi biết ngay anh không giúp được gì mà. Đợi đã. Chẳng phải cậu nói sẽ thảo luận tình tiết cùng tôi sao? Tình tiết gì? Sự kiện giết người trong phòng kính. Hung khí là dao. Bắt buộc là dao à? Bắt buộc là dao. Vậy thì tôi không biết đâu. Tôi chưa dùng dao bao giờ. Tôi chỉ biết dùng độc. Không giúp được anh được rồi. Tự nghĩ cách đi. Độc. Có vẻ cũng khá hay. Cảm ơn nhé. Đây là nhiệm vụ của mình ư? Vậy mình mà nói với nam tinh, chẳng phải sẽ lại biến mất sao? Đây chỉ là một giấc mơ, không cần phải nghĩ nhiều. Nam tinh, thu xếp xong chưa? Phải xuất phát thôi. Con còn đang thay quần áo. Mẹ đi trước đi. Ừ. Chuyện tối qua mẹ nói với con, tự con nghĩ cho kỹ đi.
Chào buổi sáng cô ạ. Chào buổi sáng. Phải quên chìa khóa không? Bữa sáng. Hôm nay anh định làm gì? Anh vẫn chưa nghĩ ra. Nam Tinh, hôm qua lúc ở nghĩa trang cô có hỏi anh, hỏi anh là anh có dự định gì về tương lai của hai đứa mình. Anh không trả lời cô ấy. Anh cảm giác cô có vẻ hơi thất vọng về anh. Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi. Lần đầu tiên yêu đương, hôm nay mẹ hỏi Tiểu Hùng, nó nói chưa nghĩ tới. Hỏi con thì lại không nói gì cho mẹ nghe, ấp a ấp úng. Mẹ không muốn hai đứa đến với nhau mà cứ mập mờ như thế. Biết làm thế nào được? Nếu mẹ biết chân tướng sự việc thì mẹ sẽ hiểu thôi. Nói thì nói thế, nếu như anh vốn là người của thế giới này thì tốt biết mấy. Nếu phải thì anh sẽ thế nào? Thì anh chính là mối tình đầu của em. Trẻ con thật. Anh trẻ con đấy thì sao nào? Tuy rằng anh không phải mối tình đầu của em, nhưng cũng coi như là nụ hôn đầu của em. Nụ hôn đầu đã là gì? Anh không những muốn nụ hôn đầu, anh còn muốn lần đầu của em. Lần đầu gì? Em cảnh cáo anh, anh đừng có đầu óc đen tối. Lần đầu kết hôn có coi là đầu óc đen tối không? Lần đầu kết hôn. Lần đầu tiên kết hôn. Anh muốn kết hôn với em à? Anh không giành được mối tình đầu. Lần đầu tiên kết hôn thì phải tới lượt anh chứ. Ăn đi. Tiểu Tinh Tinh, hôm nay đón sinh nhật vậy? Hôm nay có việc vô cùng quan trọng, đáng để chúc mừng. Kế hoạch ngôi sao mới phát hành chứ gì? Không chỉ có thế, lần này phản hồi của độc giả dành cho cô rất tốt. Có thể nói là tác phẩm có lượt xem cao nhất trong kế hoạch ngôi sao mới. Thật không? Cô Nam, ê là em sắp nổi tiếng rồi. Cô Nam, sao nghe cứ kỳ kỳ ấy nhỉ? Chị Kiều, chị đừng trêu tôi. Đi nào, gọi mọi người cùng cắt bánh kem. Đi đi đi. Nam Tinh, chúc mừng chúc mừng. Cố lên. Nam Tinh tuyệt vời. Nam Tinh tuyệt tuyệt tuyệt. Chúc mừng Nam Tinh, cảm ơn mọi người. Tôi mời mọi người uống trà sữa. Đừng uống trà sữa, uống rượu đi, tôi mời. Cảm ơn sếp. Mở champagne, mở champagne, mở champagne. Cắt bánh kem. Nào mọi người một miếng nào. Tôi cũng muốn. Tôi muốn ăn quả thanh long. Tôi cũng muốn. Tôi muốn nữa. Nào nào nào. Cảm ơn. Tôi muốn ăn quả thanh long. Nam Tinh cô tuyệt thật. Nam Tinh, Nam Tinh tuyệt thật.
Tôi cũng muốn. Để Lâm Lâm chụp. Nào, tôi chụp cho mọi người. Nào, 3, 2, sếp ơi, sếp, chụp cùng đi. Nào, lại nào, 3, 2, 1, cười. Sếp Diệp, tiểu thuyết của tôi đã ra mắt, phản hồi rất tốt, mọi người đều đang chúc mừng tôi. Nếu chỉ có ở đây thì tốt. Kể cả cô không tin vào bản thân, cô cũng nên tin vì sao tôi lại chọn cô. Cảm ơn chị đã nói với tôi. Kể cả tôi không tin vào bản thân, tôi cũng phải tin vì sao chị lại chọn tôi. Vui thì anh nữ chính dễ thương quá, rất đáng yêu, nhưng sức mạnh bùng nổ. Đây là sự tương phản dễ thương. Tác giả viết ngọt ngào quá, không chịu nổi nữa. Giang Quyết ghê đấy, lại tìm được một tác giả giỏi nữa. Rất vui vì cậu vẫn đang tiến bước trên con đường ban đầu chọn lựa. Nhanh lên. Lục tử thần tốt nhất, lục tử thần tuyệt nhất, lục tử thần tài hoa nhất, lục tử thần, cậu nhất định sẽ trở thành nhà văn vĩ đại nhất. Mình vui quá. Cậu biết không, cậu giành giải nhất đấy, giải nhất đấy. Đám lưỡi tòa soạn toàn lôi hợp đồng của cậu ra quạnh quẹ. Giờ chúng ta có cái này rồi, vậy sao không cho họ can thiệp vào sách của cậu quá nhiều nữa? Nhưng mà họ không ký hợp đồng với cậu. Không sao cả. Mặc dù mình cũng thích nghĩ dẫn dơ, cũng thích viết lách. Khi mình viết lách, cảm giác rất vui. Nhưng mình không có tài như cậu. Mình không nhất thiết phải làm nhà văn. Mình có thể tìm một công việc, luôn ở bên khi cậu sáng tác, tiếp tục làm độc giả đầu tiên của cậu. Quan trọng nhất là tác phẩm của Lục Tử Thần phải để cho cả thế giới đọc được. Tuyệt quá. Giờ mình cảm giác sức mạnh vô biên. Máy gấp thú bông, đi gấp thú bông nào. Cậu nhìn con dừa con này, đáng yêu quá. Biểu cảm rất giống cậu, thích con này quá. Diệp Tình, nếu có một công việc lương không cao nhưng rất có tính thử thách, cậu có muốn làm không? Công việc gì mà kém hấp dẫn vậy? Công việc gì mà kém hấp dẫn vậy? Hay chúng mình đặt cược nhé. Nếu mình gấp con thú bông này trong vòng 3 lần thì cậu đồng ý với công việc này. Cái này siêu khó luôn, làm gì có chuyện. Vậy nên mình mới bảo đặt cược. Mình coi như cậu đã đồng ý rồi đấy nhé. Sang bên này một chút. Sang phải một chút. Sang phải một chút. Vẫn sang phải. Sang trái, sang trái, sang trái. Được rồi, được. Tốt. Tốt, gấp gấp, gấp lên. Cậu xem, mình đã bảo siêu khó mà. Có một cơ hội. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tốt, được rồi, tốt, tốt, tốt. Có cơ hội.
Biết thế đã nói là 4 lần. Vậy cậu nói nghe thử xem là công việc gì? Làm gì cùng mình? Thật ra mình không định về nhà. Mình muốn tự mở một công ty, làm xuất bản, làm nền tảng văn học, làm tốt tác phẩm của mình, sau đó khai thác thêm nhiều nhà văn trẻ giống như mình. Nhưng như cậu nói đấy, công việc này lương vừa không cao, lại còn có mức độ thử thách cao, quả thật không có sức hấp dẫn. Dám chơi dám chịu, đi thôi. Tiếp tục. Là con đường chúng ta đã chọn. Bạn trai phản diện của tôi. Được quá nhỉ. Sắp đuổi kịp lượt xem tập mới nhất của Lục Tử Thần rồi. Tối đi ăn cùng nhau nhé. Tác giả giỏi quá. Truyện siêu cưng. Nam chính đẹp trai, nữ chính cũng rất đáng yêu. Siêu cưng, nam chính đẹp trai. Tại sao có nhiều người khen hay thế? Tôi thấy tình tiết này chả có mới mẻ gì cả. Tôi tục hậu rồi ư? Không mới mẻ là sao? Tôi thấy cô mất não thì có. Ai đây? Mình cũng phải lập một tài khoản. Lên đủ món rồi, cảm ơn. Không cần khách sáo. Sao Tiêu Vô Địch vẫn chưa đến nhỉ? Bạn trai phản diện Tiêu Vô Địch, lượng tiêu thụ tiểu thuyết dương lên số 1. Muốn hỏi tác giả là ai? Mặc sức triệu hồi, dựa dẫm hết mình. Nam tiểu tinh có 102. Nam tiểu tinh, 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 nam tiểu tinh. Tiêu Vô Địch, anh còn làm như thế, em sẽ chia tay anh luôn đấy. Nam tiểu tinh, nam tiểu tinh, dừng. Sao thế? Em vừa nói gì? Mau ngồi xuống, ngồi. Anh làm trò gì thế? Em không thích à? Em... Lần sau đừng làm thế nữa. Anh cũng chỉ muốn chúc mừng lượt xem tiểu thuyết tốt thôi mà. Lần sau đổi kiểu khác. Ăn thôi, đói chết đi được. Em mau ăn đi. Em có đọc bình luận của cư dân mạng về tiểu thuyết của em không? Nam chính ngọt ngào quá, đúng là bùng nổ sức quyến rũ. Tiên tử ơi, giáng xuống cho con một bạn trai phản diện giống như thế đi. Em nói xem cư dân mạng này viết bình luận sao mà có tài thế nhỉ? Cực kỳ là có mắt nhìn đấy. Em thấy em vẫn có mắt nhìn hơn. Hôm nay ăn nhiều vào nhé. Nào. Món tôm này cũng ngon đấy. Tiêu Vô Địch,
Cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh, em đã không gặp được những chuyện thế này. Một mình em cũng không viết nổi cuốn tiểu thuyết này. Em làm gì vậy? Tự nhiên sức mất thế làm gì? Em cảm thấy mình rất may mắn thật mà. Anh thấy anh may mắn hơn. Em về nhà vệ sinh một lát. Mời thưởng thức. Cô gái, không sao chứ? Tiêu, cô không sao chứ? Tiêu Vô Địch, cô làm sao thế? Vẫn ổn chứ? Đỡ hơn chưa? Xin lỗi, lại làm anh hốt hoảng. Em ngốc à? Đây là lúc nên xin lỗi sao? Trước đây cũng đâu nghiêm trọng thế này, sao hôm nay bỗng dưng lại thế? Bác sĩ nói căn bệnh này của em có khả năng sẽ nặng thêm. Nhưng bình thường em không sao hết. Anh đừng lo cho em. Có phải vậy em nghĩ tới việc anh phải rời xa, cho nên không phải. Anh đừng nghĩ tới mấy chuyện đó. Đấy là vì sếp Diệp rời công ty đột ngột quá. Chị ấy đẩy rất nhiều việc sang cho em. Một mình em đâu ứng phó nổi. Cộng thêm mẹ em lại thích càm ràm em. Em thấy nhức hết cả đầu. Em bảo mẹ càm ràm em. Càm ràm em chuyện gì? Mẹ hỏi em, chúng ta có dự định gì cho tương lai? Em lại không giải thích được thân phận của anh cho mẹ nghe, nên ấp a ấp úng không trả lời được. Mẹ em còn tưởng giữa chúng ta xảy ra vấn đề gì. Anh đừng lo. Cô An thương em thế, cô quan tâm tương lai của hai đứa mình là chuyện rất bình thường. Anh sẽ tìm thời điểm thích hợp nói rõ tất cả với cô. Không sao đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Em biết. Nam Tinh, em đừng lo. Anh nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho em.